Hello quý vị và các bạn thân mến, một cha hai con chuẩn bị đi vào cái quán phở này nè các bạn. À, cái quán phở gì đâu rồi, đó, cái quán phở sau lưng đó, để ăn mỗi người một tô phở, rồi sau đó sẽ đi tiếp tục tìm các bạn nha. Ngày hôm qua thì đi lộn vào cái chỗ phân khối bự quá, mà Tony thì nhỏ như con kiến, không thể nào leo lên con voi. Bây giờ mình sẽ đi con kiến, đi tìm con kiến, đi vào một cái chỗ mà nó bán xe tay ga nhỏ nhỏ đó các bạn, giống như bên nước Việt Nam của chúng ta đó, để mua, để chạy vòng vòng thành phố, để đi chợ, đi búa, đi làm việc vòng vòng thành phố để đỡ tốn xăng các bạn ơi. Tại vì bây giờ thì xăng cổ nó mắc mỏ quá, cho nên bây giờ mình phải đi tìm cái kế hoạch khác, cái sao khác các bạn ha. Rồi bây giờ trước hết là mình đi vào mình ăn phở, rồi sau đó mình sẽ đi mua xe tay ga. Nếu các bạn thấy cái video nó hay, nó vui vẻ, nó yêu đời, bấm nút chia sẻ, để lại một like, viết và chữ bình luận để ủng hộ nha. Rồi Matt với Real nói với cô chú bác như thế nào? Ok, good. Hello quý vị và các bạn, bây giờ thì cha con mới vừa ăn ở xong, bây giờ tụi mình đã tới cái chỗ bán xe rồi. Mình sẽ vào bên trong đó để mình đi kiếm xe tay ga các bạn ha. Và các bạn theo dõi cái video. Thì con trai của tôi thì quay phim cho tôi, thì con trai của tôi thì là cameraman, có gì sơ sót các bạn bỏ like cho nhé. Quay cho cô chú bác xem đi. These are all small, dude. Cái này xe CUV nhiều nè các bạn ơi, mát chút xíu mấy chiếc xe cho cô chú bác xem. Bác quay ok không? Đừng có che lại nghe cái ngón tay. Biết mà. Má lạnh này cho đây hồi nhỏ vậy. Hello sir, how are you? I'm looking for some moped about 50cc or below. Do you have any? Because I don't like to go get the you know the license plate or something. Yeah, no, we don't have. Oh yes. Can you order for me? No. Oh, so you have what? Say hi. 100cc up or whatever. Yeah. So what do you look for? Moped? Yeah. I'm just asking. You can. So, why are you looking for moped? Okay. Just running around my neighbors for fun. Just to run around your neighborhood for fun. Yeah. Okay. So we do have some stuff. You're looking for something fun? Yeah. Just to ride around, man. You can. I mean, you know. If you just looking for something to ride around the neighborhood without any gears on it. Person down that side, you will go. If it doesn't have a foot.
But this one you would just get on your boat. You want to sell it? I just pre-owned it, $650. Yeah. It's a weird, something kind of ride around. And this one is something kind of just like that, so it kind of gives it the moped feel, but it's not really a moped. So you don't know anywhere to sell mopeds? Okay, buddy. Các bạn ơi, ở đây thì người ta cũng không có bán xe Targa, người ta chỉ có bán những cái loại xe này thôi à. Vậy đây là cái nơi thứ hai mà tôi thì chưa tìm ra được xe Targa. Vậy thì bây giờ là mình phải tiếp tục cái hành trình đi tìm nữa rồi các bạn ơi. Các bạn nhớ theo dõi cái video nha. Rồi, các bạn ơi, các bạn à, đi hai chỗ rồi, hôm qua một chỗ, hôm nay một chỗ mà vẫn chưa tìm ra được cái chỗ nào bán xe Targa. Bên Mỹ này tiền thì có mà xe Targa thì lại không có. Bên nước Việt Nam á, à, xe Targa ra khỏi nhà một cái là đầy các bạn ha. Bên đây thì ra khỏi nhà xe bốn bánh không à, tại vì ít có ai xài tới cho nên hiếm lắm các bạn. Bây giờ thì tôi này phải lùng sục tiếp tục, bây giờ không biết lùng sục ở đâu nhưng mà chắc lên Google tìm kiếm tiếp các bạn ơi. Matt Real này chào cô chú bác anh chị coi. Các bạn ơi, bây giờ có bạn nào xem cái video này mà biết cái chỗ nào trong cái thành phố Houston mà bán xe Targa đó các bạn, xe nó gọi là tiếng Mỹ là moped á, thì các bạn bình luận bên dưới cho tôi này cái số điện thoại của cái chỗ đó hoặc là cái địa chỉ của cái chỗ đó để tôi này chạy đến nha, chứ tôi này lùng sục trên Google hoài mà tìm hoài tìm vẫn chưa ra. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm cái location thứ ba coi coi nó có bán hay là không. Các bạn nhớ đón xem cái video nhé.